Dạ em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Phiên ngày hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2023, bên shop nhà em lại tiếp tục cập bến rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp để bổ sung vào bộ sưu tập hoa lan của các bác. Và số điện thoại cũng như là số Zalo để các bác kết nối đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship ạ. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Hôm nay thì về rất là nhiều những mẫu mã hàng dendro, những dòng hàng đang có nụ, những dòng hàng mà hàng rất là đẹp để mọi người sưu tầm. Và em ship hàng toàn quốc nhé. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Giá em báo là chưa bao gồm tiền phí vận chuyển. Và hôm nay thì về rất là nhiều loại mặt hàng nên em xin lần lượt điểm qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Dạ đầu tiên thì em xin phép giới thiệu cho mọi người đến những dòng hàng dendro nắng của nhà em cập bến ạ. Và có lẽ là những cái chuyến hàng cuối cùng của năm, kết thúc năm 2023, em sẽ chấp tới là sẽ dừng lại dendro nhé, để chịu tập trung vào hồ điệp. Và dendro thì mọi người ơi, nhà em Nhung thì bán hàng cho mọi người dendro bán quanh năm cơ, chứ không phải là mỗi vào dịp Tết đâu. Nên là dendro thì nhiều bác hỏi là có chơi kịp Tết không, thì cũng chia sẻ là có những cây kịp Tết, có những cây không kịp Tết. Nhưng mà nhà em Nhung được cái là cung cấp những dòng hàng dendro nó rất là đa dạng, nhiều loại. Nó phải rơi tầm 30 đến 40 loại dendro khác nhau cơ. Nên là nhiều bác mà từ trước đến giờ mình chơi dendro mà không biết tên cây hay không biết mặt hoa như thế nào, thì nhà em Nhung thì có đính kèm cho mọi người xem mặt hoa để mọi người sưu tầm nhá. Hàng về rất là nhiều loại, cũng có cây thì đang nhú nụ rồi, cũng có cây thì hàng lá chuẩn bị đứng ngọn, thắt ngọn để cho hoa. Và chương trình cuối năm thì có những chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua dendro, khi các bác mua từ 10 chậu bên em sẽ miễn phí ship và tặng thêm cho mọi người một chậu nữa. Và điều đặc biệt hơn là hôm nay tri ân từ giờ đến cuối năm sẽ tri ân mọi người mua 20 chậu dendro nhé. Ngoài việc tặng 2, em sẽ tặng thêm cho mọi người một chậu nữa. Tức là mua 20 chậu là các bác được tặng hẳn 3 chậu dendro nhé các bác nhá. Đây chỉ là một cái chương trình cuối năm thôi, chứ còn bình thường mà bán như thế này thì chắc chắn mọi người là không có công một chút nào đâu ạ. Đó. Mọi người nhớ nhá, cố gắng làm sao mà gộp thành 20 chậu để được tặng 3 chậu nhá. 3 chậu tính ra đã là 180.000 rồi ạ, lại còn miễn cả phí ship nữa. Đây là một chương trình lớn nhất trong năm. Đấy, vừa tặng quà trong năm rồi và cuối năm lại tặng thêm quà cho các bác nữa. Còn các bác nếu mà các bác mua số lượng ít từ 2 cây bên em vẫn ship ạ, chứ không phải là bọn em sẽ không ship từ những cái số lượng nhỏ lẻ đâu. Mua số lượng từ 2 cây, 2 chậu em vẫn ship nhé các bác nhé. Còn năm sau mà gộp thì các bác sẽ được lợi hơn. Đấy. Và sau đây thì em xin lần lượt để điểm danh qua những cái dòng hàng dendro ngày hôm nay. Rất là đẹp đó mọi người ạ. Dòng dendro thì em thấy là nó là cái dòng hàng dễ chăm, dễ trồng, ra hoa quanh năm. Đấy, dòng này thì dendro nắng chơi quanh năm cơ, không phải như dendro xuân là chỉ nở vào một dịp mùa xuân đâu. Và điều đặc biệt nữa là hoa nó bền tận 2 đến 3 tháng cơ. Nên là lần nào mình chơi dendro mình rất là thích. Đấy, khách em từ ngày trước rồi chơi hàng va, hàng lan đột biến ấy, bây giờ chuyển sang chơi dendro hết rồi các bạn ạ. Riêng cái dòng này em thấy là nó sẽ bền theo thời gian mà không bao giờ bị mất giá cả. Đấy. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua những dòng hàng dendro trong ngày hôm nay nhé. Tình trạng cây có loại cây cao, có loại cây thấp, có loại đang nhú nụ, có cây loại đang đứng ngọn hay là như thế nào thì các bác phải xem rõ trong video nhé. Nhà em Nhung báo giá chi tiết cho mọi người như thế nào thì các bác xem kỹ hộ em để chốt đơn hàng cho nó chuẩn ạ. Dendro Uragwan ạ. Cái Uragwan thì lần nào về cây tơ cũng rất là mướt nhá. Bây giờ tình trạng cây thì đứng ngọn hết rồi, cây rất là mập mạp khỏe. Dòng này thì hoa của nó rất là bay, rất là siêng bông, màu tím hồng. Em bán Uragwan là 60.000 đồng một chậu. Sang bên đây là nắng 4N. Cái nắng 4N thì hiện tại em đang thấy đều là nhú nụ này. Uragwan thì chưa thấy, nhưng nắng 4N thì thấy nhú nụ đầu ngọn rất là nhiều rồi. Và cái nắng 4N thì bông rất là to, cây tơ rất là đẹp. Nắng 4N em bán 60k nhá, 60.000. Tiếp theo bên đây là cây đỏ lưng vàng. Đấy, nhìn loại này và sang loại này, hai loại đã khác nhau hoàn toàn rồi ạ. Cây đỏ lưng vàng thì cây nó rất là lùn đó, nó chỉ cao tầm hơn một gang tay một chút xíu thôi. Nhưng dòng này đứng ngọn rồi ạ. Riêng cái đỏ lưng vàng này thì hoa cực kỳ là siêng bông, sai hoa. Em bán 60k một chậu đỏ lưng vàng. Thỏ lai sinh ạ. Thỏ lai sinh, rất là nhiều khách hàng hỏi cái dòng thỏ lai sinh này nhưng mà cũng đã bị lỡ hẹn với các bác rất là lâu rồi ạ. Hôm nay thì về số lượng cũng ít thôi. Cái thỏ lai sinh này hoa màu vàng, lưỡi đỏ rất là đẹp. Em bán 60k một chậu thỏ lai sinh nhá. CY. Trong những dòng hoa màu trắng mà thơm ấy thì phải kể đến dòng CY ạ. Hoa nó cực kỳ là thơm. Và cái CY lần này thì cái nụ của nó rất là cao rồi nhá mọi người nhá. Cái lô này CY rất là cao, cũng có những cây nó mới đứng ngọn thôi.
Đấy, thì cái CY thì em về đợt này nhiều hơn, bởi vì hôm trước đã bị cháy hàng cái dòng CY này mà nhiều khách hàng đang bị lỡ hẹn lắm ạ. CY rất là đẹp mà thơm, vòi dài, bông cánh bay rất là lượn, rất là đẹp. Em bán 60.000 đồng một chậu CY. Tiếp theo bên đây, một cái lô hàng phải nói là cháy hàng mà lần nào về số lượng rất là nhiều. Mà kể cả không có nụ các bác vẫn chơi nhá các bác nhá. Riêng cái vàng lưỡi đỏ này á, lô nào em về cũng không có nụ, gần như là không có nụ đâu ạ. Đấy, nhiều thân lắm các bác ơi. Mà thân nó cao to, nó mập đẹp, nó đứng ngọn hết rồi. Đấy, may ra lác đác 1-2 cây có nụ thôi. Nhưng mà em bán thì chủ yếu là bán cây là chính. Bởi vì hàng nụ cũng có, nhưng mà thân của nó ít, chậu nó ít thân lắm. Mình lấy những cái hàng lá này thì mình được chọn những cái chậu nhiều thân. Và cái vàng lưỡi đỏ này, hoa của nó màu vàng đậm với lưỡi đỏ cũng rất là đậm đà. Vòi dài, xiêng hoa, cây mập đẹp. Em bán 60.000 đồng một chậu nhá. Tiếp theo một cái dòng hoa to nữa mà rất là nhiều khách hàng yêu thích nữa, đó chính là màu cây tím lavender. Tím lavender, cái dòng này thì rất là nhiều khách hàng yêu thích này. Em bán cực kỳ là chạy hàng luôn. Riêng cái tím lavender này thì cây đứng ngọn rồi, đang chuẩn bị nhú nụ này. Cái này nhú nụ nhỏ nhỏ nhá, bởi vì cỡ lô đợt trước thì em thấy nhú nụ cao quá, vận chuyển đi thì đôi khi một số khách hàng họ hay kêu ấy, thì em lấy cái loại nụ nhỏ này hơn để đảm bảo cho mọi người đấy. Cái tím lavender này cây rất là đẹp, mập khỏe mà bông nó to cực kỳ. Số lượng loại này về nhiều bởi vì hàng này cũng là một hoạt hàng bán chạy. Em bán 60.000 nhá. Singaron ạ, Singaron. Cây nó mướt chưa? Mướt đến nỗi là cỏ nó vẫn mọc ở phía dưới gốc cây này. Singaron này. Đấy, dòng này hoa màu tím, cánh xoắn rất là đẹp, đang có nhú nụ hoa nhá. Một số cây đang nhú nụ hoa. Đấy, đẹp chưa? Mọi người ơi, cái Singaron này hoa của nó màu tím xoắn đẹp lắm. Dòng xinh thì em thấy cái Singaron này xoắn rất là đẹp. 60.000 đồng một chậu. Tím sao biển ạ, cái tím sao biển hôm nay lại về thêm này. Tím sao biển các bác biết không, cái dòng này thì nó rất là siêu mông. Cây đứng ngọn, chuẩn bị nhú vòi, cây mập mạp đẹp. Đấy, cái tím sao biển, à cái này thì vẫn còn có cây thì vẫn đi ngọn. Và cây nó mướt đẹp như thế này, cao như thế này, đẹp như thế này chỉ có giá 60.000 thôi. Cái tím sao biển này hoa nó đậm đà đẹp lắm ạ. Móng rồng vàng ạ. Móng rồng vàng là một trong những cái dòng cây mà hoa thơm, hoa màu vàng rất là thơm, rất là đẹp. Móng rồng lần này cây rất là to cao luôn mọi người ạ. Cây to cao mà cứng cáp rất là khỏe mạnh. Móng rồng vàng này em bán với giá 60.000 ạ. Dendro mèo hồng lại về thêm của cả nhà, một trong những dòng hàng bán chạy hàng nhất của nhà em. Cây mèo hồng bây giờ tình trạng cây là đứng ngọn, đang chuẩn bị nhú vòi nhỏ nhỏ, rất là đảm bảo an toàn khi gửi đi. Và cái mèo hồng thì cây to, mập, khỏe. Em bán 60.000 đồng một chậu mèo hồng, hoa màu rất là xinh. Dendro bò blue ạ. Cái bò blue này thì cây của nó cực kỳ là mập nhá, bản lá to như những cái lá mít luôn ấy. Thậm chí có những cái bụi nó to như thế này này mọi người này. Cái bò blue này hoa xoắn rất là xinh luôn. Đấy, bò blue đợt này đẹp nên em lấy số lượng nhiều. Em bán với giá 60.000 đồng một chậu. Tiếp theo bên đây là những cây bò tím ạ. Riêng bò tím, các dòng bò thì cái bò blue và bò tím là bán chạy nhất. Và cái bò tím lần này cây cao lắm, cao đến tận 2, hơn 2 gang tay cơ. Thậm chí có những lô bò tím nó cao có mầm, một cái mầm này này. Đúng là có duy nhất một lô mà em về cây thấp tè như thế này mà em cảm thấy là nó bé thật đấy ạ. Còn lô này rất là ưng ý. Bò tím lần này không lấy thì hơi phí luôn ạ. Em bán 60.000 đồng một chậu bò tím. Tình trạng cây thì bây giờ nó mới bắt đầu đứng nụ, đứng ngọn thôi. Có những cây vẫn còn đi ngọn, riêng bò tím lần này vẫn còn tiếp tục đi ngọn nhá. Tiếp theo là cây này là cây an ba xưa. An ba xưa lần này cũng về hàng lá cây tơ nhá. Này, an ba xưa này. Dòng này ít thân thì nó lại cao, còn đâu nhiều thân thì nó lại thấp hơn. Nhưng cái an ba xưa này nó ghép tác phẩm rất là đẹp. 60.000. Rồng xanh ạ. Rồng xanh thì hoa của nó là màu xanh, rất là đẹp, riêng dòng này cũng rất là sai bông luôn. Đấy, riêng cái rồng xanh này cực kỳ là siêng bông luôn ạ. Rồng xanh, số lượng về cũng ít thôi ạ. Lá xếp cúp rất là đẹp, 60.000. Vàng tia. Vàng tia hoa màu vàng với cái lưỡi đỏ, tia ria rất là đẹp. Đây ạ, những cây lùn lùn như thế này thì lại nhiều thân, còn những cây cao như thế này thì nó ít thân hơn một chút, nhưng mà thân nào ra thân ấy nhá. Rất là đanh, rất là khỏe, vàng tia này. Này cũng có cây rất là nhiều thân như thế này. Dòng này em bán 60.000 đồng một chậu vàng tia. Dendro Lycat 6 mắt. Dòng Lycat 6 mắt thì bây giờ thì lựa của cái vườn này nó còn rẻ ấy, bởi vì trước đó lấy vườn khác á, một cây Lycat 6 mắt bông to này á, giá là 100.000 đấy ạ. Nhưng là bây giờ thì lựa được cái vườn này người ta bán rẻ hơn rồi. Đấy, đồng giá là 60.000 đồng một chậu Lycat 6 mắt nhá. Dòng này bông nó to vĩ đại luôn. Bông to và sai hoa. Bông hoa Lycat 6 mắt ạ.
Land Rover vàng chanh ạ. Lô vàng chanh hôm nay lại tiếp tục về. Và riêng cái vườn này thì không bao giờ em chê cái vàng chanh bao giờ cả, tại vì nó quá là mướt các bác ạ. Đây này, nhiều cây còn đang nhú nụ hoa, mà cây nó rất là cao, rất là to. Mà cái vàng chanh này ghép chậu á, vòi nó dài, nó siêng lắm các bác. Vàng chanh thì em vẫn giữ giá là 60.000 đồng một chậu thôi. Dù là dòng này cây nó rất là mập, rất là khỏe. Tiếp theo đây, đây là những chậu kinh 10 bích ạ. Cái kinh 10 bích này thì thân của nó rất là mập. Đấy, lô lần này thân rất mập và rất là xanh đẹp luôn. Kinh 10 bích thì mọi phiên thì cây nó thấp thấp thôi, nhưng mà lô đợt này nó rất là cao to đẹp nhé mọi người nhá. Thi thoảng một số cây còn đang nhú nụ này. Kinh 10 bích này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu. Tím lai hồ điệp ạ. Tất cả các dòng tím lai hồ điệp thì hiện tại là em thấy là đứng ngọn hết rồi. Và nhiều cây cũng đang nhú nụ rồi các bác nhé. Cái dòng tím này bông to và bông của nó là màu tím nhung rất là đẹp. Em bán 60.000 đồng một chậu tím lai hồ điệp. Sang bên đây là cây trắng lai hồ điệp này. Cái dòng trắng này thì nó là bông trắng tinh khôi, một bông trắng toàn bộ và cái bông to. Tất cả dòng lai hồ điệp đều bông to. Cái màu trắng này em bán cũng 60.000 đồng một chậu nhá. Bác nào yêu thích màu trắng thì màu trắng này rất là đẹp này, bông lớn này. Và cuối cùng đây chính là cái dòng hồng lai hồ điệp ạ. Hồng lai hồ điệp số lượng thân trong một chậu thì nó cũng như thế này thôi. Nó cũng không quá nhiều nhưng mà thân nó rất là mập. Hiện tại thì em thấy đang nhú vòi nhiều. Đứng ngọn và nhú vòi nhiều cái hồng lai hồ điệp này. Cái này đảm bảo chuẩn Tết cho các bác. Với giá cũng 60.000 đồng một chậu thôi ạ. Bà liễu xưa lại vừa về một lô các bác nhá. Cây cũng rất là cao to. Nói chung là nó cao cũng phải đến gần 2 gang tay trong một chậu đấy ạ. Lô rất là mướt luôn cái bà liễu xưa này. Đẹp lắm. Dòng này thì nó là dòng hoa thơm. Cái này ăn nắng thì hoa thơm và cánh nó bay. Đẹp, màu trắng lưỡi tím. Em bán 60.000 một chậu nhá. Đồng tiền tím ạ. Đồng tiền tím lại tiếp tục về. Hàng đồng tiền tím thì nó là hàng thuần than nhá mọi người nhá. Cây hôm nay thì có cả những cây còn đang đi ngọn cơ. Riêng cái dòng hàng này á, thị trường bán mà lên những chậu tác phẩm cực kỳ là cao tiền luôn. Hôm trước em có hỏi một cái chậu họ đồng tiền tím mà người la lên tác phẩm ấy. Người ta trồng từ 3 cái chậu nhỏ thôi. Chẳng qua là bây giờ nó đứng ngọn, nó có hoa, vòi nó dài. Bởi vì dòng này nó siêng bông. Mà 850.000 một chậu đấy các bác. Chỉ trồng từ 3 chậu nhỏ thôi. Còn em bán lẻ cho mọi người một chậu nhỏ là 60.000. Về các bác chăm chỉ ghép hộ em thành một chậu. Để sau này nó phát triển nó lớn ấy, thành một chậu tác phẩm đẹp ấy. 60k nhá. Hàng này hàng thuần than. Đồng tiền vàng đổi màu ạ. Dòng này thì hoa của nó đổi màu rất là đẹp. Lá này lá mít, lá to. Cái đồng tiền vàng đợt này thì cây của nó mới đang đi ngọn thôi ạ. Nhưng mà cây nó to đẹp lắm các bác. Riêng cái đồng tiền vàng này em thấy ghép tác phẩm cái loại này rất là chất lượng. 60.000 đồng một chậu. Siret, xin lỗi mọi người. Siret ạ, Siret là một cái dòng hoa tím đậm, tím lịm. Và dòng này còn có tên gọi khác là cây thuận buồm xuôi gió ạ. Cây tơ, mướt mượt mượt luôn. Cao, to, mập, khỏe. Dòng này thì rất là chất lượng luôn ạ. Em bán 60.000 đồng một chậu Siret. Tiếp theo là cây đỏ rượu vang. Cái đỏ rượu vang thì một thời gian không về, hôm nay lại về thêm này các bác này. Đẹp chưa? Riêng hàng này á, thân lá của nó rất là đỏ đậm và cái bông hoa của nó rất là xinh. Cái đỏ rượu vang này hoa nó sai lắm các bạn. Đã không đỏ hoa thôi, cái này đỏ hoa thì cực kỳ là siêng bông. Đỏ rượu vang em bán 60.000 đồng một chậu. Kinh hổ mang ạ. Em lại về thêm một lô kinh hổ mang mới nữa. Và cái kinh hổ mang này lần này thì cây nó cao to như thế này này. Đấy, cao to và nhiều cây còn đang nhú vòi nụ các bác ạ. Cái kinh hổ mang đẹp như thế này em bán 60.000 đồng một chậu thôi nhá. Hôm trước thì cây nó non hơn nhưng lô vườn này thì cây nó mập hơn, rất là đẹp. Tiếp theo là tím 294. Tím 294 dòng này thì quá là siêng bông. Siêu siêng bông luôn. Cực kỳ là siêng bông luôn. Cây tím 294 này thì bông hoa của nó là màu tím đậm. Đây, nhiều cây đang nhú vòi này. Mà chậu thân nó rất là mập nhé mọi người nhé. Cái tím 294 này vòi nó dài, nó đẹp. 60.000 đồng một chậu. Lai cát đại mỹ nhân em còn duy nhất 2 chậu thôi. Lai cát đại mỹ nhân 60.000, dòng này thì cây thấp chưa? Đấy, cùng một mức giá. Cây này thấp nhưng cây kia lại cao bởi vì các dòng khác nhau. Thỏ vàng ạ, thỏ vàng. Cái thỏ vàng này thì hoa của nó là màu vàng với cái lưỡi của nó đỏ rất là xinh. Cái thỏ vàng lần này cây tơ mướt mượt mượt luôn. Rất là đẹp luôn. Dòng tay thỏ, bông hoa giống thỏ ấy, 60.000. Dendro mặt trời đỏ ạ. Đây ạ, mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ về cái lô này rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cây nó cao, to, khỏe mạnh. Cái mặt trời đỏ này hoa nó cực kỳ là siêng bông. Em bán 60.000 đồng một chậu. Cái này ra nắng cực kỳ là rực rỡ. Tiếp theo là Robert hoa thơm 60.000. Dòng này hoa trắng lưỡi tím, hoa thơm. Đấy, dòng này cũng chỉ có tầm khoảng 5-7 cây thôi. Hàng đợt này nó ít. V76 ạ. V76 dòng này siêu siêng hoa.
Cây trong tình trạng là đứng ngọn, nhiều cây vẫn còn đang đi ngọn ạ. Lần này thì cây về nó là dòng cây tơ, 60.000 đồng một chậu VF76. Hồng sọc 60.000. Cái hồng sọc này bông rất là to nhé. Cái hồng sọc này bông cực kỳ là to, mà thân lá của nó cũng rất là đẹp. Hàng lá nhá mọi người nhá, 60.000 đồng một chậu. Thỏ xưa. Đây ạ, thỏ xưa mọi người ơi, cây tơ đẹp chưa? Thỏ trắng xưa, cây tơ. Nhiều cây, cũng có cây đang đi nụ này. Đấy, mọi người thích lấy cây nào cũng được. Thỏ trắng xưa này em bán 60.000. Em có mấy chậu chấp hồng, hôm nay em sẽ xả hàng mọi người nhé. Đây bông hoa bói của nó này. Bông này nó chưa nở, nó chưa được to và nó chưa được căng. Đấy, cái bông hoa chấp chuẩn hoa luôn. Và cái chấp hồng này, cái hàng em bán 150 đây này. Nhưng mà thời tiết miền Bắc đợt này, thứ nhất là nó do lo lạnh ấy, nên là thời tiết nó thay đổi, cái lá nó hay bị rớt lá chân, nó vàng chân nó rớt như thế này. Mọi người lưu ý cho em nhé. Nên là mùa này nó lạnh, nó hay bị vậy. Rất là nhiều khách hàng gặp phải trường hợp như này rồi. Cây thì rất là mập khỏe đẹp như này. Hàng 150, hôm nay em xả cho mọi người 100 nhá. 100.000, bị rớt lá chân thôi. Em có 45 chậu. Xả nốt cho mọi người giá rẻ. Cho mọi người đến những cái mẫu hồ điệp của nhà em nhá. Có cả hồ điệp đại, hồ điệp mini, hồ điệp phân nhánh. Riêng hồ điệp mini phân nhánh này thì nó siêu ngồng luôn, siêu nhánh luôn. Còn bên đây là hồ điệp đại thì rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Đấy, thực ra thì em đặt số lượng ở vườn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thì em chuyển về một số lượng ít để thứ nhất là làm mẫu, và thứ hai là nếu các bác có nhu cầu thì em cũng sẽ lấy xuống vườn, em lấy trực tiếp cho các bác cho nó nhiều, nó đẹp. Và đây là những cái mẫu hàng mà hot nhất, mọi năm vẫn bán chạy. Và thứ hai là được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Đấy, hồ điệp nhà em thì sẽ hỗ trợ cho mọi người bao ship khi mua từ 5 chậu nhá. 5 chậu hồ điệp hàng hoa này em sẽ bao ship. Còn hồi xưa là hàng nụ này em mua phải mua 10 chậu. Nên làm sao các bác cứ gộp cho em đủ 5 chậu, em sẽ cố gắng miễn ship cho mọi người nhá. Đây là chương trình ưu ái nhất của nhà em trong cái năm vừa qua đấy ạ. Và hôm nay thì có những cái mẫu hồ điệp như sau, em sẽ giới thiệu lần lượt. Và đảm bảo cho mọi người ạ, hàng này không ở đâu có một cái lô hàng chất lượng mà giá rẻ như thế này nhá. Ví dụ như những cái cây này em sẽ giới thiệu này. Đây là những cái cây trắng tuyết này. Mọi người thấy không? Trắng tuyết, cái độ phân nhánh của nó quá là nhiều luôn. Và cái bông hoa rất là đẹp. Thị trường thì có những cây mà nó hai ngồng nhưng mà không có phân một tí nào luôn. Nhưng riêng trắng tuyết của nhà em Nhung này, nó phân rất là nhiều tay luôn đấy ạ. Và hàng trắng tuyết này em để cho mọi người giá 170.000. Các bác cứ đi so sánh giá tất cả các nơi xem ạ. Cái hàng chất lượng loại A nhưng mà phân nhiều tay như thế này, cây nào phân cây đấy, 10 cây phân một như một như thế này mà có giá 170.000 à? Đấy, shop nhà em Nhung đảm bảo cho mọi người giá rẻ và chất lượng nhất thị trường. Tiếp theo hôm nay thì em có một cái siêu phẩm hàng về, đó chính là cây mãn thiên hồng hoa chớp ạ. Bình thường thì mãn thiên hồng mọi người mua nó chỉ là dòng mãn thiên hồng màu tím thôi, nhưng mà cái màu chớp của nó này, các bác nhìn cái viền chớp trắng nó chưa. Đấy, rất là nhiều những cái khách hàng đã từng hỏi em là cái dòng mãn thiên hồng chớp nhà em về chưa ấy, nhưng mà săn mãi mới được một lô các bác, không phải lúc nào cũng có được cái hàng chớp này đâu. Nó có thêm cái màu trắng nên thành ra là cái bông hoa của nó tự nhiên nó không bị đơn điệu quá. Đây ạ, bông hoa bỗng trở lên đẹp chưa mọi người. Đây, mãn chớp. Và hàng mãn này là hàng hạ mãn cốc 2.8 ạ, dòng mãn 2.8. Và có cây thì phân tay, có cây thì không, nhưng mà em nhập thì cùng một mức giá đây. Cũng có cây thì đang phân tay, cũng có cây thì chưa, nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là với mọi người là nó sẽ phân tay, nhưng mà nó phân tay chậm đấy ạ. Đây, ví dụ như cái cây này là cái tay của nó đây này. Cái tay của nó đây nhưng nó chưa phân nhá mọi người nhá. Có những cây nó phân rất là chậm nhá. Đây là em bán cho mọi người đồng giá hết, dù là phân hay chưa phân, thì với một cái mức giá là 90.000 đồng một chậu. Đây ạ, có những cây nó phân rõ rồi, có cây thì phân chậm hơn. 90.000 đồng một chậu mãn thiên hồng chớp. Đây mọi người nhìn này, chính vì nó chớp nên cái nụ hoa ở trên của nó, đầu nụ nào nó cũng có cái viền trắng trắng ạ. Hàng này thì hàng chuẩn cây. Các bác chơi xong thì làm giống cho em cái giống này nhá. Giống này hiếm lắm các bạn, giống này nó rất là hiếm. Và cái mãn chớp này đằng sau nó viền nó cũng là cái dòng lá biên ấy, nhưng mà nó lại viền đằng sau chứ nó ở mặt đằng trước thì mình nhìn không rõ ạ. Mãn thiên hồng chớp này là 90.000 đồng một chậu nhá. Em bán 90k. Hiện tại nó phân nhánh một tầm một tay thôi, ít nhất là một tay. Em sẽ nhặt các bác ít nhất là một tay. Còn những cây là nó chưa phân thì em sẽ tạm thời em để lại cho gia đình mình chơi. Đấy, gia đình mình chơi, còn đâu gửi cho bác sẽ là những cái cây phân tay trước nhá. Phân ít nhất là một tay trở lên. 90k, hàng số lượng có ít thôi ạ. Cam sọc hôm nay về thêm ít hồ điệp cam sọc hàng mini nhá. Đấy ạ, hàng này là hàng hai ngồng và nó có phân tay, nhưng mà riêng cái phần hàng cam sọc ấy, em thấy là cái độ phân tay của nó sẽ không nhiều bằng những cái loại khác. Nhưng mà độ bền hoa của loại này thì vô địch luôn các bạn. Riêng cái cam sọc này, hoa bền mà bông rất là đẹp.
Đấy, màu cam lửa với cái viền sọc rất là đẹp đây. Nó cũng có phân tay nhưng mà phân nó ít, và cũng có những cái nó phân khá là nhỏ, mình nhìn chưa rõ ạ. Và cái hàng này thì em vẫn bán là 170.000 đồng một chậu, dòng cam sọc này nhá, 170 chậu 2 ngồng. Tiếp theo là màu hồng lưỡi đỏ này. Em khẳng định mọi người cái màu hồng lưỡi đỏ này quá là chất và VIP luôn. Em cho mọi người xem cái cây hồng lưỡi đỏ này. Đấy, hàng này thì nó vẫn còn nhiều nụ nhá. Riêng hàng này thì mới nở lốp bốp một vài bông thôi. Cái này nó nhiều nhánh lắm, bê lên nữa nó cứ bị loạn quạng. Và những cái bông khác đây. Cái hồng lưỡi đỏ lên bình rất là xinh mà nó phân tay. Bây giờ các bác ạ, một chậu hoa lan mà chỉ cần đặt một chậu này với cả một chậu nó rất là nhiều cành này cũng đã đủ để chơi Tết rồi đúng không ạ? Nhưng mà để mà làm chậu to hơn thì các bác cứ làm cho em làm 3 chậu đi, đẹp cực kỳ luôn. Cái màu hồng lưỡi đỏ này siêu phân nhánh nhá. Siêu phân nhánh em bán là 170. Đấy, hàng nhà em thì những hàng mini em đồng giá cho các bác hết. Thị trường người ta bán những cái hàng này chắc chắn phải từ 180 đến 190, thậm chí là hơn tầm 200 đấy. Tầm 200 ấy các bác. Đấy, riêng hồ điệp nhà em bao giá luôn, gọi là bao giá thị trường luôn. Đây, sang bên đây là cây bảo bối đây. Bảo bối cái mặt hoa của nó siêu VIP luôn ạ. Bông hoa đẹp, mặt hoa đẹp và chị chậu cũng rất là nhiều tay. Cái bảo bối phân tay rất là nhiều luôn. Cái bảo bối này. Này, nụ hoa nhiều nhá. Nó nở lốp bốp có vài bông thôi, nhưng mà phải nở như thế này các bạn. Còn nếu mà chưa nở thì cây nó non quá là em cũng chưa lấy các bác. Hàng nụ cũng có mà nhưng mà em không lấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải nở như này thì mấy thứ nhất là mình chơi từ giờ đến Tết là vừa. Loại này em bán 170, đây là bảo bối nhá, bảo bối cũng chạy hàng lắm ạ. Tiếp theo là cái tiểu đào. Ôi cái tiểu đào này hình như là cũng sắp hết hàng đấy này, cái tiểu đào này. Đẹp mê ly luôn, chậu nào chậu đấy cũng đều phân tay nhá. Đẹp chưa? Tiểu đào này đẹp lắm các bạn, em khẳng định mọi người. Cái tiểu đào còn khay nào không nhỉ? Em thấy còn ít. Đây tiểu đào như là hôm nay nhặt cho khách ở phía dưới đây. Đây này cái tiểu đào này hoa này. Đẹp lắm. Này tiểu đào đang nở lốp. Đây này, cái tiểu đào này. Mọi người nhìn cho em này, cái tiểu đào đây. Đây là cái tiểu đào nhá. Cái tiểu đào này thì cây của nó hơi lá nó hơi hanh hanh vàng một chút. Dòng này thì lá nó hơi xấu, nó không được xanh tươi những loại khác, nhưng hoa thì siêu VIP luôn. Đây là tiểu đào này. Đấy, một chậu cứ phân hai ngồng đều phân tay như này. Giá là 170 nhá, tiểu đào. Ui chất lượng lắm các bác ơi. Không mua hơi bị tiếc nuối luôn các bác ạ, rất là tiếc nuối luôn đấy ạ. Riêng cái hàng này em đảm bảo cho mọi người, không đâu giá rẻ như thế này luôn mà hàng chất lượng như này luôn ạ. Rồi tiếp theo đây, đây là cây hồng lưỡi đỏ này. Tiếp theo là hàng đại nhá. Hàng đại thì em sẽ bán là 180, 180.000 đồng một chậu. Đấy, 180.000 đồng một chậu thì có những màu như sau. Các bác đọc đúng mã màu cho em nhá, hoặc là chụp hình cho em cái mặt hoa để bên em còn lựa này. Đầu tiên là cái màu vàng đại này, riêng cái màu vàng đại này không phải quảng cáo nhiều bởi vì năm nào em bán cái loại này gần như là cháy hàng trước khi là cắm Tết. Không kịp lên bình cắm Tết để bán cho khách mà đã hết hàng luôn rồi, bán online đã hết hàng. 180 này. Thứ hai là trắng V3 này, cũng 180 này. Hàng nhà em đảm bảo từ 10 bông trở lên nhá. Đây là màu bản đồ kho báu này, bản đồ kho báu này, bông đại bông to lắm, bông to dã man. Ngồng nó dài như này các bác nhỉ, nụ hoa nó dài thế này à, bản đồ kho báu nhá. Còn đây là màu hồng Anna này. Hàng đại nó chỉ có một ngồng thôi nhá mọi người nhá. Đẹp từ lá lên cây. Hồng Anna đây, bông đẹp chưa? Hồng Anna. Em để này em không nhấc ra đâu, tại vì cây nào gần như là đẹp như nhau nhá. Em không nhấc cây ra tại vì để hết ở trên khay rồi. Đây là màu trắng chấm này. Màu trắng chấm này. À, màu đây vẫn là bản đồ này, trắng V3 này, màu hồng đại này. Đây là màu hồng đại, vỏ ngồng dài chưa? Hàng này hàng chất lượng, nó có giá chất lượng của nó mọi người. Chứ không phải là cái hàng vớ hàng vẩn đâu. Còn cái hàng loại B nó ít nụ hoa thì không chơi, em không chơi. Còn cái trắng hồng đỏ này, hàng này 190 nhưng em hết hàng. Hàng này có 3 cây em cắm cửa hàng. Hàng nào? Đây này, cái màu đỏ địa chủ này siêu VIP này, đỏ địa chủ này. Em không có nhiều nhá, cái đỏ địa chủ này ngồng rất là cao, cây cũng to. Hàng này là 180. Đây là cây đỏ phượng hoàng này, đỏ phượng hoàng. Màu đỏ cũng 180. Đỏ phượng hoàng với cả đỏ ớt thì nó hơi giống nhau một tí. Đỏ phượng hoàng với đỏ ớt ấy. Đây là vàng kim giáp này. Đây là màu xanh bơ này, màu xanh bơ cũng rất là xinh này. Xanh bơ. Xanh bơ nhá. Đây em đi qua một số mẫu thôi, còn đầu hàng em đặt vườn nhiều lắm. Đây là cái đỏ địa chủ này mọi người. Đấy. Đỏ địa chủ này ngồng dài chưa? Như hàng khủng long luôn, nụ hoa. Trời đất nhìn phê luôn. Nếu mà các bác có thời gian đến tận cửa hàng em xách là đẹp nhất. Đấy. Tại vì đóng cái này vào thùng thì bọn em cũng mất công lắm, nhưng vẫn phải đóng cẩn thận cho các bác thôi.
Đây, đây là đỏ ớt này. Đỏ ớt. Đỏ ớt này, nhiều nụ, đỏ ớt bông rất tím đậm. Nói chung là tất cả những mẫu hồ điệp thì bác nào muốn gửi mẫu lại ấy, thì nhắn tin Zalo em chụp hoa em gửi mẫu cho. Còn đâu thì tất cả những mẫu này thì nhà em đã quay cho mọi người rồi. Còn nhiều mẫu nữa thì em cũng chưa cập nhật hết. Thì các bác xem hộ em cũng video theo từng ngày nhé. Đấy, đảm bảo cho mọi người chất lượng cực kỳ luôn. Hàng đẹp, cây đẹp. Vừa cập bến mới một lô hạc đỉnh nhá. Hạc đỉnh này là hạc đỉnh màu nâu đỏ mọi người ạ. Nó thiên về màu nâu và pha cái màu đỏ nó rất là đẹp. Dòng này Tết năm nào em cũng bán hàng. Sở dĩ em năm nay em lấy sớm hơn, thứ nhất là để làm sao cái nụ của nó khi nó mới nhú nhú như thế này này, nó gửi đi nó an toàn hơn này, là một. Và thứ hai lấy sớm hơn thì giá thành nó sẽ rất là rẻ hơn rất là nhiều đấy các bạn. Đấy, đây là cái nụ. Cái lô đợt này thì nụ nó còn cao nha. Lô trước thì nụ còn nhú nhú đấy ạ. Đấy, đây là thời gian từ giờ đến Tết là chắc chắn là hạc đỉnh nó sẽ nở chuẩn Tết cho các bác. Khi mà hạc đỉnh đã lòi ra khỏi cái bẹ này này thì các bác vui lòng là cắt cái bầu lá bẹ nhá, để cho nó ngoi lên cái ngồng hoa của nó, ngoi lên nó dài nhanh hơn nha các bác nhá. Đây là những cái bí quyết mà nhà vườn người ta cung cấp cho bên em để cho em tư vấn cho thêm khách hàng nhá. Còn khi gửi đi bọn em vẫn giữ nguyên để những cái bẹ lá nó có thể bảo vệ những cái nụ hoa như thế ạ. Chậu này toàn chậu to thôi, ít nhất là từ 1, 2, 3, 4 đến 5 giả hành trở lên nhá mọi người nhá. Đây đợt này thì giả hành bẹ nó rất là to và nụ hoa nó cũng rất là to này. Hôm nay có khách hàng mới về đã lấy luôn 3 chậu rồi các bạn. Bởi vì cái lô hàng trước em còn nợ đơn rất là nhiều khách hàng. Để cái hạc đỉnh này. Bởi vì tất cả hàng này em đều yêu cầu là nhà vườn lựa nụ ấy ạ. Không nên, nên nó lên nụ được tầm nào thì em sẽ lấy được tầm đó. Đây là một chậu nhiều thân như thế này. Rơi tầm 4 đến 5 giả hành. Ví dụ như chậu này cũng 5 giả hành. Ủa chậu này còn 6 giả hành. Em bán cho mọi người với giá là 300k một chậu nhá. Riêng hạc đỉnh này em đảm bảo cho mọi người giá cực kỳ là yêu thương rồi. Năm ngoái một chậu này nụ nó cao như thế này này, đóng gói đi vừa khó khăn vừa ảnh hưởng. Và thứ hai giá thành năm ngoái là 380.000 một chậu ạ. Mà thị trường hiện tại em thấy là người ta toàn mua những cái chậu to này. Người ta về người ta tách ra từng thân. Đấy, những chậu nụ này người ta tách từng thân, người ta trồng thành một chậu nhỏ ấy. Người ta bán lẻ ra là từ 150.000 một thân nhé các bạn. Bây giờ 5 thân đã 750, 4 thân đã là 600.000 đúng không? Mua một chậu có 300.000 nó rẻ hơn rất là nhiều. Đây. Có những cây nụ nó ngồng nó đã lên như thế này rồi các bạn. Đấy, nhanh nhanh sưu tầm hạc đỉnh để mọi người chơi Tết đi. Cái hạc đỉnh này nó hoa nó còn cao vút như thế này cơ. Cái lá của nó đôi khi về các bác nhé, có thể là cắt bớt cái lá đi đấy ạ. Bởi cái lá của nó sau này nó già nó cũng bị rụng thôi. Cái lá không có ảnh hưởng gì đâu ạ. 300k một chậu hạc đỉnh rất là đẹp. Một cái mùi hương mà thực sự là quá là ngọt ngào, thoang thoảng khắp cả một cái gian hàng nhà em. Đó chính là cây vũ nữ sô-cô-la. Sô-cô-la hôm nay nó là sô-cô-la hoa màu đỏ các bác nhé. Nếu như thông thường là hoa của nó sẽ là màu nâu. Đấy, riêng cái màu đỏ này hoa nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Đây là em quay ở trong cửa hàng ấy. Cây của nó thứ nhất là nó chưa có ánh sáng, nó không được tươi tắn. Còn nếu mà bên ngoài nó sẽ tươi tắn và đẹp hơn rất là nhiều. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Để em lấy nét cho các bác nhé. Đây là em quay cửa hàng mà hiện tại là đèn điện nó cũng không được sáng sủa ấy. Và cái cây này nếu mà các bác chăm tốt này, thứ nhất là ngồng nó có thể dài hàng mét và nó phân rất là nhiều tay. Mọi người nhìn cái tay của nó chưa? Nó phân cực kỳ là nhiều tay. Đây là những cái tay nó đang phân này. Đấy, và hoa này nó bền nó phải đến 2 đến 3 tháng cơ ạ. Riêng mọi người chơi vũ nữ sô-cô-la thì đã biết rồi, nó siêu bền luôn. Và riêng hàng này thì em xin phép bán với giá là 150.000 một chậu một ngồng hoa nhá. Hàng hai ngồng hoa hiện tại là không có nhá. Đấy, hàng này gần như là lô này, lô cuối cùng vũ nữ sô-cô-la này còn hàng ấy. Bởi vì số lượng hàng ở vườn đã gần như là sạch hàng rồi ạ. Đây, đang phân tay như này. Lô trước em cháy hàng mà rất là nhiều khách hàng hỏi, nhưng mà em cũng không biết là khi nào hàng về ấy. Nhưng mà đây là một cái lô hàng bất chợt về. Bác nào hôm vừa rồi bị thiếu hàng hay bị nhỡ hàng ấy, hôm nay mà xem ấy thì đặt nhanh tay đặt hàng sớm ạ. Bởi vì số lượng chỉ có 30 chậu thôi, nhưng mà đã trả đơn cho khách cũng khá là nhiều rồi. Đây ạ. Hoa này, phần nhánh rất là đẹp luôn, rất là nhiều ngồng luôn. Cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá mọi người nhá. Tiếp theo là đùi gà tròn ạ. Những cái chậu đùi gà tròn nhiều thân như thế này nhà em chỉ còn 3 bụi thôi ạ. Và cái đùi gà tròn này thì cũng chia sẻ cho mọi người luôn là năm nay em không nhập hàng kg, sở dĩ bởi vì hàng thuần nó quá là rẻ rồi. Ví dụ như một cái chậu đấy đang xuống lá này, cực kỳ là nhiều thân tơ luôn. Đấy, mà nó lặng như thế này có 200k, dễ bám khỏe, mầm gốc lên nhiều. Thì tội gì mình mua hàng cân đúng không ạ? Cái này thì chơi xuân nhá các bác nhá. Nó đang xuống lá, hoặc là như chậu này nó xuống lá hơi muộn này. Có 200k một chậu thôi. Những cái chậu nó xuống lá nhiều thì cứ chơi chơi hoa
có thể là thời điểm xuân của đâu những cái cây này là sẽ chơi tầm tháng 2 này. Đấy, đùi gà tròn nhá, thiết kế bằng chậu nan nhựa nhá. Duy nhất còn 3 chậu thôi. Còn một ít cái hồ điệp này là hàng thanh lý nhá. Thứ nhất là bởi vì thứ nhất là nó sẽ nở, nó hơi muộn Tết hơn một tí. Thì em nghĩ là nó sẽ nở muộn hơn đấy ạ, bởi vì nụ bây giờ nó hơi nhỏ. Đợt vì rồi bên miền Bắc thì thời tiết lạnh ấy, nó sẽ hơi nhỡ nhàng là như vậy. Và một số nụ hoa nó hơi bị thui nên em sẽ thanh lý này. Thứ nhất là cái Sakura này, hàng này hàng 95.000 một bầu của em ấy. Hôm nay em thanh lý 60.000. Giá này đã thanh lý lỗ rồi ấy, bởi vì một chậu 2 cây như này bây giờ thị trường đang bán cây đơn nhá, đơn lẻ Sakura một ngồng phân nhánh đã là 150. Bao giờ thế, bầu lên bầu gốc 3.5 này hàng hoa đã 150 rồi. Em bán 60 để cho mọi người, thứ nhất là vẫn về chơi hoa được, bởi vì có những nụ hoa nó vẫn phát triển bình thường và vẫn chơi hoa, chẳng qua là nở muộn hơn tí thì giá rẻ hơn. Còn bên đây là cái vàng cam, em còn 4 chậu. Hàng này thì không bị thui nụ gì đâu. Đấy, nhưng mà lá nó hơi lỗi thôi. Nó chỉ hơi lỗi lá, xước sát lá một tí xíu. Thì 3 ngồng, hàng này hàng 3 ngồng, hàng 90.000 em bán cho mọi người 70.000. 70.000, giá rất là rẻ. Còn mấy cây mãn thiên hồng này, hàng này hàng cốc 2.5 nhưng mà hàng hình như là nụ hơi ngắn. Nụ ngắn, đây, hàng này hàng phân nhánh này, gãy nụ bây giờ lại phân ra nhánh này. Hàng này em sẽ thanh lý cho mọi người. Đây có cây nụ dài thì lá nó hơi lỗi xíu. Hàng này thanh lý 40.000 một cây, mãn thiên hồng 40.000. Đầu tiên thì đối với dòng lan cát lay da thì nhân dịp cuối năm thì các bác mua lan cát từ 5 chậu trở lên bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển nhá. Hôm nay thì cũng rất là nhiều những mẫu cát rẻ, chỉ có hơn 100.000 một bụi, rất là to, rất là nhiều thân. Và nhớ là mua 5 chậu nhá, bởi vì cát ở này cũng trợ giá rất là nhiều rồi ạ. Đầu tiên thì em giới thiệu cho mọi người cái dòng tú cầu đỏ ạ. Tú cầu đỏ, hàng này là hàng bụi to nhá, hàng bụi to, size to và chậu rất là nhiều thân. Riêng hàng này hoa thành từng chùm rất là đẹp, màu đỏ đậm, bông rất là tươi tắn. Em bán một chậu như vậy có 150.000 thôi ạ. Giá thông thường là 180.000 đấy ạ. 150, đây là cát tú cầu đỏ. Sang bên đây là cát cam ông trời. Cát cam ông trời mới về thêm một lô hàng. Và cái lô cam ông trời này siêu to đùng luôn. Hàng này đáng ra là cái hàng 150 ạ. Nhưng mà lần này em đang trợ giá là bán 120.000 đồng một chậu cam ông trời. Mầm gốc lên rất là đẹp. Cam ông trời cát một lá bông to. Cam ông trời 120.000. Sang bên đây một cái dòng cát rất là thơm nữa, đó chính là cát màu hồng. Màu hồng thơm này em chỉ còn duy nhất 3 bụi thôi nhá. Lá dòng này thì rất là cứng cáp, khỏe mạnh và lá ngắn rất là đẹp. Hồng thơm, hồng thơm này em bán với giá là 200.000 một bụi nhá. Cát hồng thơm. Tiếp đến bên đây đó chính là cát lông heo xanh ạ. Đây em để không mà cái lông heo nó còn lên rễ này. Cái lông heo này thì nó là cái dòng hàng sưu tầm, nên các bác nhìn này, cây của nó thì nó hơi thân, nó hơi còi một chút xíu và thân nó hơi rỏng nhá. Đấy, nhưng mà một số cây nó còn đang có mèo này các bác này. Cái lông heo này có duy nhất 4 bụi thôi nhá. Cái lông heo này em bán là 170.000 đồng một chậu ạ. 170.000 đồng một chậu cát lông heo xanh, hoa tua rua rất là đẹp nhá. Sang bên đây là cát mosa, đỏ mosa đổi màu ạ, đỏ mosa đổi màu. Cái màu này là hoa màu đỏ với cái mắt của nó rất là xinh nhá. Cái này trông nhìn cái mắt của nó rất là đẹp, cái bông đỏ này. Bụi to, nhiều thân. Hàng này đỏ mosa đổi màu này em bán là 180 bụi to. Còn hai chậu này là cát cam lưỡi đỏ, hàng bụi lớn nhá. Cam lưỡi đỏ bụi lớn này. Orin này. Cái cam lưỡi đỏ bụi lớn này là 200.000. Em có cả cái loại bụi size nhỏ là 150 thì em sẽ giới thiệu. Và tiếp bên đây là lô hắc tùng đỏ vừa mới về. Đã chơi đến cát mà mọi người bỏ qua cái màu hoa hắc tùng này rất là đáng tiếc đấy ạ. Bởi vì hắc tùng nhà em lô nào gần như về cũng rất là cháy hàng luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cái bụi nó nhiều thân lắm các bác ạ. Và cái thân nó rất là mập. Đã có những cái lô mà nhà em nó hết hàng, em phải lấy sang làm bụi nhỏ ấy. Nhưng bụi nhỏ nhìn nó rất là xấu, rất là bé. Cái hắc tùng đỏ hôm nay bụi to này em để cho mọi người là 200.000 một chậu nhá. 200.000. Còn hai bụi trắng chớp này, trắng chớp còn hai bụi. Này, nhiều thân, 150. Trắng lưỡi tím mà cái cánh hơi chớp chớp một chút xíu nhá. Đấy ạ, bụi này 150 này. Đây là trắng chớp này. Vàng môi son, còn duy nhất 4 bụi thôi. Riêng dòng này thì trụ chậu của nó rất là nhiều thân. Cái cát lay da ấy, hàng vận chuyển từ Thái về nó không tránh được là thi thoảng nó hơi dập dạp lá một tí xíu nhá. Còn không có vấn đề gì đâu ạ. Em bán là chuyên về cắt lá, bởi vì cắt nụ hoa thì thực ra này chậu nó ít thân lắm ạ. Màu nào nó có nụ thì mình chơi thôi. Còn đa phần này em bán cắt lá. Cái vàng môi son này em bán 120. Đấy, bụi to chưa. Tất cả những hàng này thông thường nó rơi tầm 150. Đấy, hôm nay bán 120. Tiếp theo là cắt vàng niu. Cắt vàng niu này cắt hai lá hoa chùm. Còn duy nhất hai bụi thôi ạ. Cắt vàng niu này em bán là 120 này. 120.000 đồng một chậu.
Tiếp theo nữa là cái màu xanh cẩm thạch. Đây là màu xanh cẩm thạch. Màu xanh cẩm thạch thì cái thân của nó hơi còi một chút xíu nhá, nhưng bông hoa của nó lại rất là đẹp. Đây cái xanh cẩm thạch này. Thân lùn nhiều, thân thân cao ít thân. Còn mấy bụi thôi, 120.000 cái xanh cẩm thạch, hoa màu xanh lưỡi hồng. Sang bên đây là cái màu đây, cái D-Line này, cái D-Line 3 là cam lưỡi đỏ nhưng mà dòng size bé này. Size chậu bé thì cái cây của nó ít ít thân, chậu bé này, size chậu bé đây. Và size chậu to nhìn này. Đấy, khác nhau nhá mọi người nhá. Nhưng mà số thân này cũng nhiều đấy mọi người ạ. Nhưng mà các bác thích sang chậu to thì lấy chậu to. Loại bé này về phải sang chậu. Em bán 150 cái cam lưỡi đỏ này. Một xanh cốm này. Xanh cốm thì cũng có tầm vài chậu thôi. Dòng này bông nó đại, bông to lắm ạ. Riêng cái xanh cốm này bông to cực kỳ luôn. Chẳng qua là cái thân lá của nó thì nó ít thân một chút. Xanh cốm này 120. Màu trắng lưỡi tím này còn 3 chậu. Hàng này hàng 150 nhưng hôm nay em sẽ bán cho mọi người với giá 130. 130, còn trắng lưỡi tím này còn 3 chậu bán 130 nhá. Hàng này hàng 150 đấy ạ. Này, bán 130, trắng lưỡi tím. Dòng này cực kỳ là siêng bông. Sang bên đây, còn duy nhất một chậu kinh cô đan đổi màu. Cái kinh cô đan đổi màu này bông to, bông đại mà hoa thơm cực kỳ luôn. Đấy, kinh cô đan này em bán là 220. Lô nào về cháy hàng lô đấy ạ. Không còn hàng đâu mọi người. Mầm miếc lên rất là khỏe mạnh luôn. Kinh cô đan đổi màu. Còn 3 chậu vàng này là vàng. Đây là cái vàng này là cái vàng Juliet nhá. Bông của nó bông vàng tươi rất là to. Lô này nó đang có mèo này mọi người này. Một này. Đây lô này có mèo. Nhưng mà cũng phải chia sẻ cho mọi người là em bán mèo nhưng mà bằng giá cây hàng lá, tức là bán bằng cây hàng không có mèo. Bởi vì thế này, vận chuyển cuối năm nhiều khi ấy, nó vận chuyển nó không tránh được cái việc mà nó xô dịch mà nó bị gãy nụ ấy. Thì thực ra thì mọi người ạ, cái mèo này nó chơi ra mà ví dụ nó gãy nụ thì mọi người vẫn giống nó, vẫn cây nó vẫn tốt. Đấy, còn nếu mà các bác thông cảm thì em sẽ gửi cho mọi người cây mèo, còn không thì em sẽ nhập toàn bộ sẽ là hàng lá đấy các bạn. Bởi vì cũng có bác nhận cây thì an toàn không sao, nhưng cũng có một số khu vực người ta vận chuyển nó không an toàn ấy. Thế là nó bị gãy cái nụ ấy. Có khách người ta đòi giảm nửa giá thì mới lấy. Thì cũng chia sẻ cho mọi người, em không lãi đủ tiền bằng tiền giảm như các bác đâu. Đấy. Đây là kể cả gãy nụ các bác thông cảm thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Đấy, chứ còn đừng có trả giá như thế thì thực ra là em không làm được. Đấy, mèo này thì cũng cố gắng đóng gói cẩn thận cho các bác. Vàng Juliet 3 cây có mèo này em bán là 200.000 một chậu nhá. 200.000 một chậu vàng Juliet. Còn duy nhất một chậu này là cát tuyết mùa hạ. Chậu này nhiều thân này. Chậu to nhiều thân này em bán 170. Đấy, còn duy nhất một chậu tuyết mùa hạ thôi ạ. Và đây là những cái chậu mà nó còn lẻ lại một cây này. Thứ nhất là cây đại cao hùng này. Còn một chậu này đang mèo nụ này, 120.000 này. Đại cao hùng nhá. Tiếp theo bên đây là cây đỏ chùm. Cây đỏ chùm này hoa rất là thơm, 120.000 này. Còn một chậu cuối cùng nhiều thân này. Cây bảo nghi này. Bảo nghi thì cũng nhiều thân, đang lên mầm rất là đẹp này. Cũng 120.000 này. Bảo nghi. Và cây red đỏ. Cây red đỏ em bán 100 thôi. Cây này còn một cây red đỏ 100.000. Đây ạ. Cây nào còn nó hơi kém thì em sẽ giảm giá cho mọi người. Đây ạ. Những cái mẫu cát hôm nay nhà em có ạ. Vũ nữ đỏ lava nha. Cái hàng này hàng em bán 80 này. Đó. Nhưng mà hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác. Cái dòng này thì hoa cực kỳ là siêng. Dù là cái giống này nó đắt ấy, cây của nó thì cũng không quá nhiều thân đâu, nhưng mà giống này nó đắt, nhưng mà hoa của nó thì màu đỏ đậm rất là đẹp đây. Ví dụ như những cái chậu này, hoa khi mà nó nở nó đỏ rực rỡ luôn. Mà cái loại này size hoa người ta hay để tiểu bàn mini để bàn ấy. Hôm nay em sẽ thanh lý lỗ cho mọi người nhá. 80.000 thì hôm nay sẽ bán cho mọi người 60.000. Em xả luôn hệ, xả luôn cái lô hàng này 60.000 đồng một chậu. Đấy, bác nào hôm nay mua sẽ được hưởng cực kỳ là ưu đãi của cái dòng vũ nữ lava đỏ này. Không bao giờ mua ở ngoài thị trường với giá được 60.000 đâu. Đấy, cái lô này em về nó nhiều ấy, bán không hết, lại thanh lý. Đây giá cũ vẫn 80. Còn duy nhất 3 chậu tóc tiên hương dừa. Bụi thì thân tơ hoàn toàn và hoa thì rất là thơm. Tóc tiên hương dừa này em bán 130.000 đồng một chậu nhá. Lốt lô này em sẽ kết thúc năm mà không lấy cái hàng này nữa. Bởi vì bên Thái người ta dừng không xuất như hàng này nữa rồi ạ. Trầm Thiên Long ạ, một trong những dòng hoa với cái bông hoa rất là thơm, mặt hoa sai rất là đẹp, màu tím đậm ạ. Cái Trầm Thiên Long này thì em chỉ còn số lượng ít thôi, trung bình một chậu rơi tầm 4, 5, 6 thân cho một chậu nhé. Đấy, ít thân thì thân dài mà nhiều thân thì thân ngắn, trung bình cứ tầm 5 thân một chậu đi ạ. Bây giờ tình trạng cây đang xuống lá hết rồi, thân rất là đanh. Em bán 85.000 đồng một chậu thôi. Một chậu trầm bây giờ chỉ có 85.000 thôi.
rất là rẻ. Và mua 3 chậu là em sẽ tính cho mọi người 80.000 một chậu nhá. Và tiếp theo là những cây lan quân tử ạ. Lan quân tử là một trong những cái dòng lan cây phong thủy á. Cây này là cây để bàn rất là đẹp. Mọi người về rửa lá cho em đi nhá. Tại vì tại cây này toàn bộ là cây lựa cây to ấy. Xong là cây này để ở ngoài cửa hàng em, người em hơi bị bụi vào ấy. Cây nhiều cặp lá, cây to này em bán là 100.000 một chậu. Riêng cây này hoa của nó rất là đẹp, hoa chùm. Cây lan quân tử này, cái cây tượng trưng cho cốt cách người quân tử ấy. Ngày xưa nó là một cái cây mà được rất là nhiều khách hàng chuộng luôn. 100k. Em còn tầm khoảng 6-7 chậu 5 cái trắng họng hồng. Cái lô 5 cái trắng họng hồng này thì cũng có thân đang đẩy nụ này. Có một số thân thì đang nở hoa, hoa chuẩn hoa, màu 5 cái trắng và hoa rất là thơm nhá. Thì cái bây giờ nó đang đẩy mầm gốc như thế này. Cũng có cây đang đẩy mầm gốc rồi. Hàng này giá ban đầu này em bán 90, hôm nay sẽ thanh lý cho mọi người. Một chậu 3 thân này này với giá là 60.000 nhá. Thanh lý cho nó hết thì 2 4 còn 3 cặp. Em bán từ 2 chậu nhá. Tức là cứ 60.000 một chậu bán từ 2 chậu cho nó nhanh hết. Hàng này bán 90 đấy. 5 cái trắng họng hồng. Những cây nào mà nở hoa rồi thì các bác để kệ nó thôi, còn đâu những cái cây mà thân còn lại. Những cái thân này nó còn đang nụ hoa này. Một chậu thì nó sẽ chỉ có một thân nở hoa thôi, còn hai thân còn lại đang có nụ nhá. 60.000 một chậu. Tiếp theo là địa lan hoa vàng thơm. Địa lan này thì bông cực kỳ là to. Cái này là em cắt đi em dưỡng hoa ấy, à dưỡng cây đó, chứ không thì nếu mà để lại cho mọi người cái bông hoa nó tàn ấy thì nhìn bông hoa rất là đẹp. Và em đã được thưởng thức cái mùi hương thơm của loại này rồi. Địa lan này lúc mà nó hàng đang nụ nhá, thị trường đang bán là rơi tầm 280-300.000 một bụi, tại vì mọi người nhìn cái size bầu là size bầu của địa lan này, bầu to đùng ấy ạ. Chứ ngoài là bầu size nhỏ hoặc là cái bằng ni lông đâu. Còn hôm nay thì em Nhung sẽ xả hàng cho mọi người với giá cực kỳ là yêu thương luôn. Mầm thì cũng đang lên và cũng có thể từ giờ đến cuối năm chậu nào khỏe vẫn có thể đẩy nụ tiếp nhá. Bởi vì địa lan là cái dòng mà chơi Tết ạ. Em xả mọi người hôm nay chỉ có 120 quá nhá. Hôm nay em xả giá lỗ luôn 120k. Một chậu địa lan hoa màu vàng rất là đẹp, bông to, thơm cực kỳ luôn. 120.000, giá sốc chưa từng có. Bác nào hôm nay mua 3 chậu em tính cho mọi người là 300.000 nhá. Mua 3 chậu em sẽ sẵn sàng để cho mọi người 300. 3 chậu là 300.000. Bằng giá các bác mua hàng hoa lẻ khi mà nó đang có nụ ấy ạ. Nhưng mà cái loại này thì rất là khỏe và cây của nó rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Mua lẻ hôm nay em giảm giá còn 120 một chậu. Mua 3 chậu em tính 300.000 nhá. Giá chưa có phí ship. Dendro tím Nhật ạ, là một trong những cái dòng dendro hoa màu tím đậm với cái bông hoa của nó rất là siêng bông. Tất cả những dòng này đều là thân tơ ạ. Ví dụ như chậu này là nó xuống lá gần như là hoàn toàn rồi. Như chậu bên đây thì vẫn còn một số cây vẫn còn tiếp tục đi ngọn và đang thân ngọn xuống lá. Và chậu bên đây cũng xuống lá chuẩn bị gần hoàn toàn. Cái hàng xuống lá này thì các bác chơi sẽ chuẩn Tết hơn này. Còn cái cây này thì cũng có những cái thân mà nó sẽ nở vào xuân. Và dòng này thì là ngày xưa đó là một cái dòng dendro VIP ạ. Dendro ngày xưa cái giống này rất là đắt cực kỳ luôn. Đấy. Và em bán cho mọi người với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Dendro tím Nhật nhá, hoa tím đậm đà, rất là đẹp. 200k. Hoàng phi hạc mắt đen nhà em lại vừa về thêm các bác nhá. Cái hoàng phi hạc mắt đen này, cái dòng hàng thân thòng này các bác ơi. Nó sẽ thòng xuống như này nhá. Các bác mà trồng cố định thẳng lên thì các bác vui lòng là phải làm kim, làm kẹp. Đấy cái dòng này. Cái chậu mà thân nó lùn lùn thì nó lại nhiều thân. Còn thận chậu nó thân nó dài dài hơn thì nó ít thân. Đấy. Hàng này rất là nhiều thân luôn. Và em bán một chậu hoàng phi hạc mắt đen này với giá là 130 nhá, 130.000 một chậu. Cây của nó thắt ngọn đứng ngọn hết rồi. Dòng này hàng hoa sưu tầm đấy ạ. Thế thì em xin giới thiệu cho mọi người đến dòng châu Tết ạ. Châu Tết thì hôm nay thì nhà em có một số mẫu mã như sau. Và châu tầm này thì đang sưng nụ hoa rất là nhiều rồi nhá các bác nhá. Đầu tiên là cái hàng VIP nhất, bông hoa của nó là màu đỏ đậm và loại này cực kỳ siêng bông, ít nhất trong một giò đang hiện tại là đang 2 nụ hoa. Bản lá to, dài, cây đẹp, vòi dài. Hàng này hàng VIP số lượng cũng có ít thôi. Hàng này em bán 230.000 đồng một chậu nhá, châu đỏ. Tiếp theo bên đây là đai châu blue. Cái màu blue này thì bông rất là đẹp. Và thứ hai là nó cũng đang lên nụ rồi các bạn. Đây cái nụ hoa của blue này. Vòi của loại này dài, siêng hoa. Lần này cây to, lá ngắn, đẹp. Em bán là 150 nhá. 150 đai châu blue. Đấy, đai châu blue. Sang bên đây là màu đỏ đôi. Cái đỏ đôi này thì cũng đang nụ hoa nhá. Cây mẹ cây con. Đấy, đây cây đang nụ hoa này. Mọi người nhìn nụ hoa nó trồi ra chưa. Cái đỏ đôi này em còn vài cặp thôi ạ. Còn số lượng ít, có tầm 5 cặp nữa là hết hàng này, đang trồi hết nụ ra rồi. Và giá là 150 một chậu đôi này, đúng không ạ? Và bên đây là cái màu. Màu này thì thực ra nó không phân biệt được màu hoa, nhưng mà hàng này hàng siêu ngồng ấy. Ít nhất trong một chậu là 3 ngồng trở lên. Em mọi người, ít nhất là 3 ngồng hoa trở lên. Và cây lá xếp rất là đẹp, cây to.
Hàng này em còn số lượng ít thôi, còn 6 chậu thôi. Hàng này về 30 chậu hết ạ. Cây to này em bán là 250 nhá. 250. Bác nào lấy 2 cây thì em sẽ tính cho mọi người là 230. Đấy. Chậu to 230.000 nếu mà các bác lấy 2 cây, còn nếu mà lấy lẻ thì em tính 250. Ồ. Cũng có cây thì nó lại mới chồi đến 2 nụ. Em sẽ cố gắng nhặt cho các bác từ 3 đến 4 nụ trở lên trước. Những cái cây nào ít nụ hơn thì em để nó chồi sau vậy. Em lại vừa về thêm một lô thẻ bài nhá. Nhưng mà hôm nay thì em về cái lô thẻ bài là thẻ bài đỏ các bạn. Hôm trước là cái thẻ bài hồng, nhưng mà cái hồng hôm trước là nó hơi nhọt. Nhưng cái thẻ bài đỏ này hoa nó sẽ đậm hơn. Và bây giờ nó, đây, khi mới nở nó hơi xanh xanh này, dần dần nó mới chuyển sang màu đỏ. Và cái màu đỏ sau này nó còn nở hoa ở trên những cái thẻ bài này. Cái dòng thẻ bài này nó là một cái cây phong thủy nhá. Phong thủy thu hút tài lộc, đây bông hoa của nó màu đỏ rực rỡ. Cái thẻ bài đỏ em nhập nó cao hơn. Thứ nhất thẻ bài nó sẽ có loại là loại màu đỏ, loại màu hồng. Và thứ hai nó còn phân theo là chậu mấy thẻ. Một thẻ, hai thẻ hay ba thẻ. Hàng của em là hàng ba thẻ trở lên nhá. Hàng ba thẻ trở lên và chậu sum suê nhiều thân này. Hàng này hàng nở hoa nữa. Cây thẻ bài người ta còn có một cái tác dụng nữa là cây thanh lọc không khí đấy. Em thấy ở trên mạng người ta còn nói là thanh lọc không khí. Những cái cây thẻ bài này rất là đẹp. Phong thủy, thanh lọc không khí. Em bán một chậu thẻ bài từ 3 thẻ trở lên là giá 110.000 đồng đó. 110.000 đồng một chậu thẻ bài. Brass thì hiện tại em có những màu brass như sau. Đầu tiên nó chính là cây phượng hoàng lửa này. Phượng hoàng lửa này bay 24 giờ luôn, hoa rất là đẹp. Loại này em bán 120.000 đồng một chậu. Riêng tất cả dòng brass hoa nở quanh năm mà bông rất là đẹp. Thứ hai là brass trắng lưỡi tím. Cái loại này thì hoa của nó bông to lắm, đẹp lắm, nhưng mà cây của nó thì không được nhiều thân bằng những loại khác. 120.000 brass trắng lưỡi tím. Và tiếp theo bên đây là những chậu trầm cổ ạ. Trầm cổ hay là trầm thanh củi. Ngày xưa là một dòng trầm xưa với những cái vòi hoa rất là tím đậm, hoa thơm. Hôm nay thì em về cái chậu này thì nó sẽ trung bình từ 4 thân, 5, 6, 7 thân cũng có ấy nhá. Ví dụ như chậu này 4 thân này thì nó rất là dài đẹp này, thân mập này. Ví dụ này 7, 8 thân này thì nó ngắn hơn. Đấy, tùy các bác thích lấy loại nào cũng được. Thì dòng trầm này em sẽ bán theo mức đồng giá. Trầm cổ này các bác lên sưu tầm bởi vì nó là một dòng hoa rất là đẹp, nở hoa vào dịp Tết, mùa xuân. Em bán là 150 đó ạ. Hiện tại thị trường đang bán loại này từ 200.000 trở lên một chậu hàng VIP như thế này đấy ạ. Em bán 150. Đấy, các bác chọn loại nào cũng được. Riêng hàng trầm này nhá, các bác mua 3 chậu em miễn ship. Tiếp bên đây là những cái lô trầm đồng đỏ siêu VIP. Lô trầm đồng đỏ này là em lấy số lượng nhiều để em bán cả Tết luôn các bác ạ. Nên là nếu mà các bác lấy bây giờ là giá thành nó sẽ rẻ hơn đấy ạ. Và hôm nay thì một chậu trung bình là rơi tầm 4 thân. Khá là dài. Như thế này đang xuống lá dần đều này. Cây rất là mập mạp đẹp. Với giá là 130.000 đồng một chậu nhá. Trung bình là 4 thân, cũng có chậu 5 thân. Nó thấp thấp như này. Cây cao to đẹp. Với giá là 130.000 một chậu. Mua 3 chậu trầm đồng đỏ em miễn phí ship ạ. Này có cây xuống lá gần như hoàn toàn rồi. Và nhà em còn đang cắt lá đi để cho nó kích thích cái sự sưng nụ của cây đấy ạ.